Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cà Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn hai ván đấu rất hay của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh, đấu kênh Cờ Tướng Online diễn ra ngày 9 tháng 9 2021. Mời các bạn thưởng thức ván cờ phế xe sát cục rất đẹp mắt của Nam Phương Công Tử Lại Lý Huynh. Ván 1. Xin 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 tướng 5 bình 4. Chơi đến đây chỉ cần xe 4 tấn 1 là sát cuộc. Mời các bạn xem tiếp ván 2, đối thủ phế mã tấn công Nam Phương Công Tử.
Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Trang Duyên. Mã 6 tấn 8. Trên đến đây thì đối thủ Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Vì nếu chơi mã đen ăn mã đỏ thì sẽ xe 7 tấn 3 sắc cùng. Các bạn vừa xem xong hai ván cờ rất hay của Nam Phương công tử Lại Lý Huynh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.